bây giờ chúng ta qua bài tập bài số 3, đó là về tổng quan về Java và kiểu dữ liệu và biến. Chúng ta muốn lập trình ngôn ngữ nào đó thì chúng ta phải biết về nó là gì, đặc biệt là kiểu dữ liệu của nó. Tại vì thông qua kiểu dữ liệu này này, chúng ta có thể làm những cái kiểu phức tạp hơn. Tại vì đối với kiểu dữ liệu cơ sở, nó chưa đáp ứng được hết các thông tin mà khách hàng yêu cầu. Nhưng mà nếu như không có cái cơ sở này thì chúng ta không thể làm những cái phức tạp hơn được. Do đó chúng ta cần nắm nó ha. Bài tiếp theo đó là cách lưu trữ biến như nào, tức là cách tạo biến ha, để lưu trữ những giá trị đó. Như vậy trong phần này, tôi sẽ nói một số phần sau, đó là các bạn biết là giới thiệu về Java, các đặc trưng của ngôn ngữ Java như thế nào, và máy ảo Java, rồi môi trường lập trình Java, và các kiểu dữ liệu cơ sở, các biến, rồi giới thiệu về các toán tử. Dĩ nhiên là khi đi xin việc thì không ai hỏi Java, bố mẹ nó là ai, ít người chả quan tâm, người ta hỏi là nhà ngươi biết làm gì không thôi, là đủ rồi. Thì chúng ta cũng biết sơ qua là nó thuộc Sun Microsystem ha, và nó kế thừa trực tiếp từ C, C cộng cộng. Do đó một số em mà nếu mà làm tốt C cộng cộng thì vô tình Java hiểu luôn. Tại vì có những đoạn code từ C cộng cộng chúng ta ném qua Java chạy luôn, không cần sửa nào cả. Do đó nếu như cái này Java là lợi thế rất lớn cho những em đã biết C cộng cộng. Mà dĩ nhiên những em nào không biết không sao. Tại vì đối với bài chương trình này các bạn sẽ hiểu ngay. Và chúng ta cần nắm đó là Java là lập trình hướng đối tượng, rất quan trọng ha. Như tôi đã từng nói đó là người ta tuyển là yêu cầu lập trình viên phải biết lập trình hướng đối tượng. Và cái đặc trưng nói như sau này, hướng đối tượng, động lập nền tảng, mạnh mẽ, an toàn, vân vân. Thì nó có nhiều đặc trưng lắm. Thì mỗi người có những quan điểm khác nhau, nhưng mà theo tôi thì từng thế này là đủ rồi. Thì các bạn trên slide bạn có thể thấy đấy. Và hiệu suất làm việc rất là tốt. Máy ảo Java, mục đích của máy ảo Java là cho phép chúng ta viết code Java một lần và chạy trên các hệ điều hành khác nhau. Ví dụ chúng ta viết trên Windows, nó có thể chạy trên Linux, chạy trên Mac, vân vân. Rất là linh động. Nó sẽ nạp cái tập tin .class, tại vì chúng ta biết là khi tạo cái source code thì nó sẽ là .java. Và khi biên ra bytecode thì nó là .class. Thì nó nạp cái này và nó sẽ biên dịch, nó đưa vào mã máy chạy. Các ngôn ngữ khác, ví dụ như là C#, từ cái source code biên ra LE là chạy luôn, nhưng nó chỉ chạy trong Windows thôi, qua hệ điều hành khác nó không hiểu. Do đó Java nó có một bước đệm là tạo ra file .last, thì nhớ là file .last này chỉ là file bytecode, không phải là file mã máy, tức là máy không hiểu được, máy chỉ hiểu các con số 011 gì đó thôi. Đó, chúng ta chú ý ha, nó thông qua bước trung gian. Nhờ bước trung gian này mà Java viết một lần có thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau. Đó là cái mạnh của nó. Viết một lần, sai nhiều lần, sướng. Môi trường lập trình như lúc nãy bài trước chúng ta biết là dùng Eclipse, mà tôi đã demo sơ cách tạo cuộc bay rồi rất như thế nào rồi. Tuy nhiên là các bạn có thể dùng Notepad, NetBeans. Bây giờ ngày xưa tôi học thì tôi phải dùng Notepad. Tôi phải gõ từng cái rất là phức tạp. Nói chung nó rất là tốn chi phí. Bây giờ có Eclipse mạnh rồi. Phải biết đứng trên vàng người khổng lồ. Ta dùng Eclipse nó phổ biến nhất. Cái cộng đồng lập trình nó rất là nhiều. Nó hỗ trợ cho Eclipse rất là nhiều. Chúng ta nên dùng nó. Tiếp theo tôi nói về kiểu dữ liệu cơ sở. Phải nắm được kiểu dữ liệu cơ sở. Cứ tưởng tượng rằng kiểu dữ liệu cơ sở là giống các viên gạch vậy đó. Là dữ liệu cái cốt lõi của các phần mềm. Nắm được các cơ sở này thì chúng ta sẽ làm được cái dữ liệu phức tạp. Như vậy trong kiểu cơ sở này, đối với Java, nó sẽ có 8 kiểu và nó chia làm 4 nhóm. Kiểu luận lý, kiểu bool. Bool lần thấy không? Cái kiểu bool này là lưu giá trị true false. Ví dụ như là hỏi đúng hay sai, chúng ta dùng true false, dùng bool. Kiểu tra, kiểu ký tự. Kiểu ký tự đó là giúp chúng ta lưu một ký tự thôi, nó nằm trong nháy đơn, các bạn chú ý ha, nằm nháy đơn là thôi. Và kiểu số nguyên thì chia làm 4 cái, đó là by, short, in, long. Kiểu nguyên tức là kiểu số âm hoặc dương nhưng mà không có chữ số lẻ thập phân đằng sau. Ví dụ như số 10 là kiểu nguyên, số 9 kiểu nguyên. Và dĩ nhiên là các bạn không cần nhớ là khả năng lưu trữ tối đa của nó bằng bao nhiêu, tại cái đó không cần thiết, bản thân ngôn ngữ nó hỗ trợ rồi, nó biết cái đó rồi. Chúng tôi tuần demo các bạn sẽ xem. Và cuối cùng là kiểu số thực. Kiểu số thực tức là kiểu mà có chữ số lẻ thì nó chia làm hai, đó là float hoặc double. Thì cái vùng lưu trữ nó khác nhau. Như vậy thì nắm kiểu cơ sở thì chúng ta qua cái phần là wrapper class. Wrapper class là gì? Ứng với mỗi kiểu cơ sở thì nó sẽ có một cái wrapper class. Nhớ rằng là kiểu cơ sở là kiểu chỉ lưu trữ giá trị đơn, không có các thông tin khác. Còn wrapper class là vừa lưu trữ giá trị đơn, vừa có các phương thức khác, nó rất là tiện lợi. Ví dụ như là chúng ta có thể chuyển
từ chuỗi về số, hay là kiểm tra coi nó khả năng lưu trữ tối thiểu tối đa nó bao nhiêu. Thì cách nhớ cái wrapper latch nó rất là dễ. Ví dụ này, tất cả kiểu dữ liệu chúng ta để ý là nó thêm cái ký tự đầu tiên là viết hoa. Ví dụ như là bool thì bên kia là b hoa. Chỉ có hai cái khác thôi, đó là char thì phải là character và in thì phải integer. Còn các kiểu khác chúng ta sẽ là chữ hoa, nó rất dễ nhớ ha. Thông qua wrapper latch này này, nó rất là tiện lợi, đặc biệt là qua Android. Nó không cho phép dùng kiểu cơ sở, mà mọi thứ truyền vào nó bắt dùng wrapper latch. À, thì chúng ta nắm này luôn ha, để nền tảng khi qua bên Android chúng ta lấy tôi xài luôn, rất là tiện lợi cho chúng ta. Kiểu dữ liệu cơ sở như vậy thì nó phải có cái gì đó để lưu trữ. À, chúng ta để ý này, mọi thứ trong máy tính nó phải có một ô nhớ nào đó để lưu trữ. À, và lưu trữ trên thanh RAM. Mà cái ô nhớ đó phải đặt tên, con người chúng ta sinh ra phải có một cái tên. Ví dụ như bạn tên là Tèo. À, thì cái tên Tèo đó chỉ là cái tên thôi. Còn cơ thể bạn, con người bạn trên cái trái đất này thì đó mới là cái ô nhớ của bạn đó. Ví dụ là ở nhà bạn gọi tên Tèo nhưng mà bồ nhí của bạn có thể gọi Cún ơi thì bạn cũng ơi vậy. À, đó là cái tên đó là chỉ là cái tên đặt thôi ha. Còn cái nội hàm vẫn là cái ô nhớ. À, như vậy cái biến là đơn vị để gì? Để lưu trữ cái giá trị thôi, để đặt tên cho nó, để dễ xử lý thôi. Ví dụ là bạn tên Tèo thì gọi Tèo ơi, nó dễ hơn. À, không thể không đặt tên được. Ví dụ là hôm nay cứ ấy ơi không được. Thì cứ tưởng tượng như vậy ha. Cái kiểu dữ liệu nó phải có một cái biến để lưu trữ nó. Vậy cách khai báo thì nó là kiểu dữ liệu đến tên biến, bạn thấy không? Kiểu dữ liệu thì kiểu cơ sở chúng ta có 8 cái đó. Thì cái kiểu dữ liệu khoảng trắng ra đến tên biến. Ví dụ này, các bạn xem. À, tôi nói sơ ra quy tắc đặt tên biến ha. Quy tắc quan trọng nhất bạn cứ nhớ sau này. Tên biến không được để khoảng trắng. Tên biến không có chứa ký tự số hôm trước là đủ rồi. Tại vì những cái mà phức tạp hơn chúng ta không cần quan tâm lắm. À, và nhớ rằng nó có phân biệt chữ hoa chữ thường ha. Tại vì nó kế thừa trực tiếp từ C. C sao thì Java vậy. Tôi ví dụ như sau, cách khai báo biến này. À, ví dụ chúng ta tôi new một project ha. Tôi đặt Java project. Tôi đặt cái này là bài 03 đi ha. Tôi đặt là bài 03. Đây, to new cái bắc kịch topica.edu.vn ha. To new một cái lớp. Giả sử như là tôi đặt cái này là học khai báo biến đi ha. Ví dụ vậy ha. Học khai báo biến. Thấy không? Các ký tự đầu viết hoa này không? Đó. Rồi, tôi khai báo ha. Ví dụ là in x. Đây. Float f. Bạn không thể khai báo như sau, không thể khai báo là in rồi k l khoảng trắng l được. Tại vì nó không cho phép khoảng trắng, bạn thấy không? Và bạn cũng không phép được khai báo đó là in số 1 rồi b được, không thể, nó không cho số hằng trước. À, bạn chú ý ha. Và ngoài ra chúng ta có thể khai báo như sau này, chúng ta có thể khai báo là in x.y cũng được. Đó. Và chúng ta cũng có thể biết là kiểu in nó có khả năng lưu trữ giá trị lớn nhỏ bao nhiêu thì chúng ta có thể làm như sau ha. À, chúng ta dùng sheet out này. Bạn xuất thông tin bạn gõ là sheet out S-E-S-O-U-T ha. Bạn cần trong khoảng trắng. Thì tự động ra này. Bạn hãy tận dụng cần trong khoảng trắng, nó giúp lập trình nhanh hơn. Bạn thấy không? Tôi ghi là min của x, min của in, min của in bằng dấu cộng ha, nối chuỗi này. Là integer, như chúng ta biết là phải thông qua wrapper latch để chúng ta kiểm tra này, integer. Chúng ta nhớ là lập trình nhóm elif chúng ta cần có một số ký tự đầu thôi, rồi chúng ta cần cho hàng trắng, nó rất là nhanh. À, tới đây min, value, thấy không? Tương tự như vậy, chúng ta đây là sheet out, cần cho hàng trắng nó ra này ha. Mass của in sẽ bằng integer, thấy không? Mass, value. À, ta lưu lại UTF-8 ha, project property như tôi nói là adder. Cứ thao tác ha, cứ project nào cứ làm cái này cho tôi. Và chúng ta cần cho F11 này, chạy. Bấm ha. Ok. Thấy không? Min này này đã, một đống này này. Làm sao mà nhớ được những con số này? Không thể đâu ha, không thể nhớ. Mà không cần nhớ làm gì. À, nhớ các cuộc đi nhậu được rồi, nhớ mới làm gì, nó có sẵn rồi. À, đó là cái khai báo biến. Bây giờ chúng ta cần nắm các toán tử. Vì sao phải nắm các toán tử?
Tại vì mọi thứ đều là các biểu thức thôi. Cuộc sống chúng ta là các biểu thức thôi. Ông X cộng bà Y ra một cái đứa nhỏ Z nào đó. Thì trong lập trình vậy, các tân tử chúng ta cần nắm như là phép từ bằng là một số bằng thôi ha, là gán giá trị. Còn cộng bằng là viết tắt này, là cộng dồn, bạn thấy không? Cộng bằng thực ra là nó là viết tắt thôi, là A cộng bằng cái mấy đó. Hay là trừ bằng, nhân bằng, tức là cộng trừ nhân chia, tức là cộng thêm viết tắt. Còn bạn thấy là chia cũng vậy thôi, cộng trừ nhân chia. Đây là các toán tử gán, cái này là toán học này, ai cũng biết này, cái này thì dễ này. Do đó cái này tôi không cần nói nhiều về cái này, các bạn đã tự nắm rồi. Tiếp theo đó là các toán tử số học đơn thôi, cộng trừ nhân chia. Ở đây là cộng trừ nhân chia thì ai cũng biết, còn có một cái quan trọng phần trăm thôi. Tới phần trăm chúng ta cần biết đó là toán tử chia lấy dư. Ví dụ như là 5 chia 3 bằng mấy? Ta để ý này. Ví dụ tôi thấy là các bạn để ý là 5 chia 3. Bạn đừng có tưởng là số lẻ, không phải đâu, nó thực ra đó là 1 đấy. Về nhà mà đưa này đi học xong học kiểu gì đây, 5 chia 3 bằng 1 hả, cho nghỉ học luôn. Nhưng thực không phải vậy đâu á, phần mềm mà 5 chia 3 nó bằng 1. Tại vì là số nguyên chỉ lưu giá trị nguyên thôi. Do đó mẹ nói gì kệ ha, phải giải thích ha. Không là lôi cổ thầy ra chửi luôn cả thầy là không được. Như vậy thì phép chia nguyên thì lấy cái phần nguyên bỏ phần lẻ sau, đó là 5/3 bằng mấy? Bằng nhiêu? Hỏi tức là 5 chia 3 bằng mấy? Và 5 chia 3 dư mấy? Thì chúng ta để ý này, đấy là 5 chia 3 thì bằng 1, đúng không? Thì 1 nhân 3 là 3, 5 trừ 3 sẽ bằng 2. Vậy suy ra là gì cái 2? Toán tử một ngôi chúng ta dấu cộng trừ này, hay là cộng cộng trừ trừ. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến hai cái phép là cộng cộng trừ trừ đó ha. Cộng cộng tức là tự động tăng lên một đơn vị, trừ trừ là giảm đi một đơn vị. Dĩ nhiên là đối với toán tử cộng cộng trừ trừ này, nó có các loại sau. Ta để ý này, nó có hai loại. Thứ nhất là ta để ý này ha, tức là Bốt fix này nè, và refix. Bốt fix và refix ha. Bốt fix tức là gì? Bốt fix là cái cộng cộng hoặc trừ trừ nằm đằng sau biến ha. Còn refix á thì trừ trừ thì là cộng cộng hoặc trừ trừ nằm đằng trước biến. Nằm trước biến. Nếu như biến đó chỉ đứng khơi khơi một mình thì bốt fix hay refix là giống nhau. Nhưng thực tế trong dự án thì ít khi xảy ra trường hợp này lắm, mà nó phải là một biểu thức tổng hợp. Và gặp những biểu thức tổng hợp này thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta phải để ý này nè. Tôi ví dụ này cho bạn xem ha. Giả sử ban đầu tôi có là in x ra bằng 5. Rồi, y bằng 7. Tôi ví dụ vậy ha. Rồi, chúng ta có đó là cho là in z, ta cho là z bằng x cộng 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 y trừ 8. Hỏi ha, hỏi sau khi chạy xong thì x y z bằng mấy? Bạn thấy không? Và đây là một biểu thức rất là phức tạp. X cộng 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 y là gì? Ủa chắc kỳ nha, chắc là thầy này chắc là gõ rõ sai rồi đây. Tự nhiên 5 cái dấu cộng viết liên tục, không phải đâu. Cái đó là biểu thức mà chúng ta sẽ gặp đó. Thì gặp cái quy tắc này chúng ta phải làm như thế nào nè? Để cho để ý này ha. Ta có bước như sau này. Ta có là quy tắc để hiểu các biểu thức phức tạp này ha. Quy tắc 1. Ta để ý ha. Quy tắc 1 này. Ta có là ưu tiên xử lý cho refix trước. Để ý thấy không? Refix trước. Rồi. Quy tắc thứ hai là tôi để quy tắc đi ha. Tôi đặt đây là bước 1 đi ha. Bước 1 này. Bước 1. Bước 2. Bước 2 ha. Xử lý các phép toán còn lại. Rồi. Ta có bước 3.
là gán giá trị cho vế phải ha, cho vế phải, cho vế trái, dấu bằng trước. Và cuối cùng là chúng ta bước 4 ha. Bốn là sau đó này mới làm bốt fix. Bạn thấy không? À, nó phức tạp như vậy đó. Thì cuộc đời chúng ta vốn dĩ là phức tạp mà, đúng không? Riêng trong đầu chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta ăn tô hủ tiếu thôi là trong đầu chúng ta nghĩ tùm lum thứ rồi nha. Đây, đó, như vậy chúng ta thấy á, là có 4 bước để xử lý đối với biểu thức phức tạp như thế này. À. Như vậy thì để giải quyết bài này chúng ta làm như thế nào này? Theo cái quy tắc này thì chúng ta làm như sau ha. Ta phải làm này. Bước 1, ta giải ha. Bước 1. Làm cái refix trước. À, làm cái refix thì refix là nào? Những cái nào đằng trước biến gọi là refix. Như vậy suy ra làm y trước. Cộng cộng y làm trước. Thì suy ra y ha, suy ra y sẽ tăng lên 8. Các bạn hiểu không? À. Sau đó bước 2 này. Bước 2. Nó sẽ làm này. À. 5 cộng cho 8 trừ 8. Cái này nó sẽ bằng gì? Bằng 5 đúng không? Đó. Bước 3. Gán cái kết quả đó cho vế trái, vậy suy ra là z nó sẽ bằng 5. Và bước 4 chúng ta làm. Sau đó mới làm bốt fix, tức là làm cái x cộng cộng. Vậy suy ra x sẽ bằng 6. Vậy kết quả cuối cùng là, thì có phải là x chúng ta sẽ bằng 6, y chúng ta sẽ bằng 8 và z chúng ta sẽ bằng 5. Đó. Nếu như bạn không hiểu cái quy tắc này thì bạn sẽ trả lời ủa x bằng 6, y bằng 8 thì 6 cộng 8 là 14. Đúng không? 6 cộng 8 bằng 14 thì 14 trừ từ 8 thì nó ra 6 chứ, tại sao ra 5? Tại sao ra z bằng 5 được? Nhưng thực ra nó là 5, tại vì bạn phải hiểu đúng cái quy tắc để xử lý bốt fix refix. Bạn nắm này không? Chú ý này ha. Rồi, tiếp theo. Toán tử so sánh đối với các ngôn ngữ lập trình, cụ thể là C cộng cộng, C sharp, Java, thì so sánh chúng ta là hai dấu bằng. Chú ý ha. Chúng ta hay nhầm lẫn lắm, chúng ta làm dấu bằng là sai, là gán là sai rồi đó ha. Còn khác là dấu chấm than, chúng ta đè phím shift gõ cái dấu số 1 ra là chấm than, lớn hơn, lớn bằng, như vậy ha. Thì mấy này là quen thuộc này, nó chỉ có một cái khác đó là bằng, bằng là hai dấu bằng, chú ý ha. Phải phân biệt được bằng và hai dấu bằng. Dấu bằng không không thôi là gán, còn hai dấu bằng thì là so sánh, các bạn chú ý này, vì cái này nó đơn giản nên tôi không có demo ha. Và tiếp theo toán tử luận lý này, những em nào học phải cái môn kiến trúc máy tính rồi, những em mà chuyên ngành đó. Còn dĩ nhiên là một số em không ngoại đạo, không phải là chuyên ngành công nghệ thông tin thì không biết mấy này đâu, thì chúng ta để ý này. Hai dấu và liên tục là điều kiện và. Điều kiện và tức là gì? Là tất cả mọi thứ phải là đúng thì mới đúng. À, còn dấu hoặc chúng ta đè phím shift gõ cái gạch đứng đó. Thì gõ hai cái liên tục ha, đừng có khoảng trắng nha. Thì là hoặc. Phép từ hoặc tức là chỉ cần một điều kiện đúng thôi là nó đúng. À, còn cái dấu chấm hỏi là toán tử điều kiện ba ngôi. Thì phần ba ngôi tôi sẽ giải thích sau ha. Ta thử coi tiếp này. À, cái này nó mới vừa nói xong, cộng cộng trừ trừ đấy ha, nó có là refix và bốt fix, và chúng ta hiểu cái biểu thức quan trọng phải làm rồi. Đây là đầu ưu tiên toán tử của nó này. Đầu ưu tiên toán tử này nó cũng quan trọng nhưng mà không nhất thiết chúng ta phải nhớ. Vì sao như vậy? Vì chúng ta muốn không nhớ nó thì chúng ta nên dùng ngoặc tròn. À, tôi khuyên các bạn nên dùng ngoặc tròn để gom các biểu thức lại để quy định rằng này Java, nhà người hãy chạy cái biểu thức này trước cho ta. Thì ngoặc tròn đó nó làm cho ngôn ngữ nó rõ ràng, rõ nghĩa hơn. Nói chung là ngôn ngữ nó có văn hóa hơn chút xíu, tức là nhìn vô hiểu rồi. Thì tôi phải dùng cái từ có văn hóa vì sao này? Nếu mà chúng ta làm nhóm mà chúng ta viết lung tung, người khác nào không hiểu thì hay bị nói tục lắm. Chửi lên là vô văn hóa, chúng ta viết cho đàng hoàng thì nó không nói tục, tức là có văn hóa. Viết code có văn hóa ha, tức là rõ ràng vào. Như vậy là trong cái phần này tôi đã giới thiệu về tổng quan về Java, các thế mạnh đặc trưng của Java như thế nào, các kiểu dữ liệu, có 4 nhóm, 8 loại kiểu, và tương ứng với nó thì nó có các wrapper class, rồi cách khai báo biến như thế nào, cách kiểm tra là khả năng lưu trữ min, max nó ra sao, và đặc biệt là các toán tử, cộng trừ nhân chia, toán tử lấy dư,
và các prefix, postfix như thế nào. Bài kế tiếp, chúng ta sẽ học về các cấu trúc điều kiện và cấu trúc lập. Thì chúng ta cần nắm kỹ cái bài số 3 cho tôi. Tại vì mọi thứ chúng ta phải đi từ đầu mà. Tại vì mục đích của chúng tôi là tất cả mọi người có thể học được, học mọi lúc mọi nơi. Tại vì tin học nó đến tận đầu giường rồi, laptop, internet đến tận đầu giường rồi. Bạn phải nắm cái cơ bản đó trước. Thì qua phần bước 4, bài 4, bạn sẽ càng dễ hiểu hơn. Thì chúng ta tưởng tượng này, học lập trình nhá, nó khó mà không khó. Chúng ta cứ tưởng tượng lập trình là giống như chúng ta đi vào cái khu rừng. Lần đầu tiên chúng ta đi vào khu rừng thì nó nhiều gai, nó xía vào người rất đau. Nhưng chúng ta cứ đi qua đi lại nhiều lần, nó tạo thành một cái lối mòn. Mà đường mòn đi càng nhiều nó càng rộng thì chúng ta sẽ không đau nữa. Thì ngôn ngữ lập trình phải vậy thôi. Do đó chúng ta đừng có ngồi há mồm chờ sung rụng này, bụt cho ta cục thông minh, ném cục đá ngay đầu chết luôn đó. Mà chúng ta phải rèn luyện liên tục như vậy thì chúng ta mới giỏi được. Bắt buộc thôi.